Chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2018. Một năm mới đã bắt đầu. Nhân tiện hôm nay tôi cũng hướng dẫn cho các bạn ở đây đó, bé Luân, bé Kha, bé Quốc cách ăn pizza như thế nào cho nó đúng cách, cho nó đẹp, cho nó lịch sự. Ok, bây giờ bé Luân sẽ thử coi con ăn bình thường, con ăn như thế nào. Ok, đây là cách thứ nhất. Đó, bé Luân ăn pizza như thế này. tức là bé Luân sẽ dùng nĩa để vươn vào để ăn. Thì cách này là không có đúng. Cách này là sai đấy các bạn. Đúng, bé Luân làm lại cách khác rồi. Đây, thử một cái này coi. Sao mày nói không dùng nĩa có cùng vậy? Đây, cách thứ nhất là không đúng rồi. Cách thứ hai, nó luôn sẽ thử cái này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái bánh nó thòng như thế này. Rồi bây giờ ăn thì sao? Ồ, nhìn rất là xấu. Vậy nhìn rất là xấu và không đúng. Đó. Cái thứ hai bé Luân làm cũng chưa đúng nha. Bây giờ tôi sẽ ăn theo cái cách của mà nhiều người hay ăn, tức là mình sẽ dùng dao và đĩa đó, mình cắt như thế này. Nhiều người nghĩ rằng vào nhà hàng ăn như vậy rất là lịch sự là đúng, thực ra vẫn là sai. Với cái pizza này mình cắt như này rất là dai, nó rất là dai và rất là khó. Thật ra ăn như thế này cũng chưa phải là đúng. Đây, cách thứ tư mà nhiều người hay ăn là sẽ bốc những cái đồ ăn ở trên này ăn trước, bốc những cái này ăn trước rồi sau đó ăn hết cái đồ ăn trên này rồi bắt đầu mới cầm bánh này để ăn. Thì khi đó những cái đồ ăn nó không có bị rơi xuống. Ví dụ như thế này, bình thường các bạn cầm lên đồ ăn nó sẽ rơi xuống, cái thịt chả nó rơi xuống rất là khó khăn. Thì cách thứ tư này cũng không đúng luôn. Đó. Mà chính xác cái món pizza này là ở nước ngoài là cái món ăn gọi là món ăn nhanh, người ta ăn tay, các bạn không có dùng dao nữa gì hết, dùng tay. Đây là cách thứ mấy rồi? Cách thứ năm này là cách đúng nhất, tức là khi ăn cái pizza này á, người ta sẽ làm như thế này. Đây, cầm miếng bánh lên và ta uốn cong nó, ta gấp nó lại như thế này. Đó các bạn, đó, mình gấp lại như thế này, gấp cong lại thành hình chữ U. Đó, để cho cái bánh nó không có bị cong xuống và khi đó ta sẽ cầm miệng này để ta ăn. Đó, như da nó cong này, cho nên mình sẽ cầm như thế này. Rồi mình gấp cong lại này. Mình uốn cong lại thành chữ U như thế này, cầm cong. Thì nó sẽ chính xác hơn, tôi làm lại. Đây. Trong trường hợp cái bánh này. Mình cầm như thế này là không có đúng, mình phải uốn cong nó lại, gấp cong nó lại như thế này thì cái miếng bánh nó sẽ không có rớt và mình sẽ dùng tay để ăn. Và đây, cách thứ năm là cách chính xác nhất. Hoặc là cách thứ hai, với những cái bánh nhỏ hơn, cách thứ sáu mà nhiều người dùng là với những cái bánh nhỏ hơn, người ta có thể dùng hai miếng. Nếu những cái bánh này hơi to, những cái bánh nhỏ hơn, các bạn có thể dùng hai miếng cúp lại với nhau này để kẹp bãi này, cầm này để ăn. Đó là cách sau. Ok, bé Luân hiểu cách ăn pizza cho đúng chưa? Ok. Yeah, nếu các bạn cảm thấy thú vị với lại bé Luân và video clip, hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye bye. Okay. Bye.